Mừng khai trương chi nhánh mới của XT Mobile tại Nguyễn Thị Thập, quận 7. XT Mobile mang đến cho các bạn rất nhiều những chiếc máy được khuyến mãi. Cụ thể link chương trình thì mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả của video. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với XT Mobile Channel. Bên cạnh 4 chiếc smartphone mới nhất của nhà Apple ở thời điểm hiện tại, đó là iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, thì nhà Apple cũng đang có một sản phẩm smartphone cực kỳ đáng mua, mà mình có thể nói nó còn đáng mua hơn cả chiếc iPhone 12 ở thời điểm hiện tại. Đó chính là iPhone 11 Pro Max. Chiếc máy này bây giờ thì nó sẽ chỉ còn khoảng là hơn 18 triệu tại XT Mobile mà thôi. Tức là cái giá bán của nó chỉ tương đương với mức giá bán cũ của một chiếc iPhone 12 phiên bản tiêu chuẩn. Vậy thì iPhone 11 Pro có thực sự ngon đến như vậy và đáng mua đến như vậy hay là không? Thì hãy cùng mình chia sẻ ngay trong video này nhé. Các bạn nào quan tâm đến những sản phẩm của nhà Apple tại XT Mobile thì có thể tham khảo thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Vậy thì lý do tại sao mình lại nói iPhone 11 Pro Max là chiếc máy còn đáng mua hơn cả iPhone 12 phiên bản tiêu chuẩn, mặc dù đây không phải là một sản phẩm mới? Thì bởi vì rõ ràng nó đã ra mắt được 1 năm, nhưng đây lại là sản phẩm cao cấp nhất mà Apple làm ra ở thời điểm mà nó ra mắt. Thế nên khi mà chúng ta so với những cái sản phẩm vừa mới được ra mắt gần đây nhưng lại là phiên bản tiêu chuẩn thì nó cũng đã có những cái thứ nhỉnh hơn. Cái thứ nhỉnh hơn đầu tiên đó là các bạn sẽ thấy ở cái bộ ba cảm biến camera trên chiếc máy này. Chúng ta sẽ có camera chính, camera tele, rồi chúng ta có camera góc siêu rộng. Mặc dù trong rất nhiều video mình nói camera tele thì gần như không ai sử dụng, nhưng mà chắc chắn một trong số các bạn sẽ có những người cần đến cái camera này. Và trong cái trường hợp mà hai chiếc máy ngang giá với nhau, chúng ta có thêm cái gì thì chúng ta sẽ có lợi hơn cái đấy. Và những cái trải nghiệm khi mà chụp hình trên chiếc iPhone 11 Pro Max nó mang lại thì cũng không khác biệt nhiều so với chiếc iPhone 12. Nếu như mà các bạn có hai chiếc máy để cạnh nhau và chụp ảnh cho được cái thiếu sáng, thì các bạn sẽ thấy iPhone 12 sẽ nhỉnh hơn đôi chút ở cái phần chi tiết cũng như là cái màu sắc của ảnh khi mà chụp thiếu sáng. Nhưng nếu như các bạn chỉ sử dụng một mình chiếc iPhone 11 Pro Max thì chiếc máy này cũng không làm cho các bạn thất vọng đâu. Chụp ảnh thông thường này, góc siêu rộng, rồi cho tới những cái trải nghiệm khi mà chúng ta chụp hình xóa phông thì iPhone 11 Pro Max đều tỏ ra là tốt, tuyệt vời, không điểm gì để chê. Hay ngay cả tới những cái trải nghiệm khi mà chúng ta quay video thì nó cũng sẽ mang đến cho chúng ta quay video ở độ phân giải là 4K và frame rate là 60fps. Tức là các bạn sẽ có những cái khung hình cực kỳ mượt mà, trong khi đó thì độ nét cũng là tuyệt đối. Và khả năng chống rung trên chiếc iPhone 11 Pro Max này nó cũng sẽ không thua kém bất kỳ chiếc smartphone nào đang có mặt trên thị trường. Nên camera chính là cái điểm đầu tiên mà mình cảm thấy chiếc máy này nó vẫn đáng mua hơn so với iPhone 12. Thứ hai, đó chính là ở phần trải nghiệm màn hình. Đối với việc khi mà chúng ta có một cái màn hình lớn hơn thì đồng nghĩa là các bạn cũng sẽ có không gian sử dụng hiển thị ở trên màn hình nó cũng nhiều hơn. Nhưng cái vấn đề này thì các bạn cũng sẽ cần phải chú ý, đấy là tay của các bạn có cầm nắm vừa đủ chiếc iPhone 11 Pro Max này hay không. Nếu như tay của bạn hơi nhỏ một chút thì vẫn nên lựa chọn những cái chiếc máy nhỏ hơn. Nhưng rõ ràng đối với cái chiếc iPhone 11 Pro Max, cái chất lượng hiển thị của nó, độ phân giải của nó và cái trải nghiệm khi chúng ta sử dụng nó không khác biệt gì so với những chiếc iPhone 12 đang có ở thời điểm hiện tại. Thế nên cũng có thể nói màn hình của iPhone 11 Pro Max cũng là cái thứ giúp cho chiếc máy này cực kỳ đáng mua ở thời điểm hiện tại. Và cùng với đó, kích thước 6.5 inch thì nó cũng sẽ hợp lý hơn rất là nhiều so với kích thước 6.7 inch mà đang có trên chiếc iPhone 12 Pro. Đấy là theo cái cảm nhận cá nhân và cái suy nghĩ khách quan của mình nhá. Và không biết các bạn thấy thế nào, chứ mình thì mình vẫn đồng ý với kích thước 6.5 inch này hơn. Và với cái thiết kế viền bo cong thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta phần nào cầm nắm chiếc máy dễ dàng hơn so với việc là sử dụng cái viền vuông đang có trên chiếc iPhone 12 Pro. Viền vuông nhìn chiếc máy sẽ cứng cáp hơn, sẽ đẹp hơn, nhưng về cảm giác cầm nắm thì cái viền bo cong như thế này nó vẫn sẽ là tốt hơn. Đến với cấu hình và hiệu năng thì những sản phẩm của nhà Apple khi mà ra mắt mới chỉ 1 năm mà thôi thì cái hiệu năng của nó vẫn chưa hề sụt giảm một tí nào đâu. Các bạn vẫn có thể sử dụng để chơi những tựa game nặng nhất hiện nay, ví dụ như Genshin Impact, các bạn chơi PUBG Mobile ở max setting hay là các bạn chơi những tựa game phổ thông thì cũng không có bất kỳ khó khăn gì trên chiếc máy này cả, mượt mà, ổn định. Thế nhưng khi mà các bạn chơi những tựa game quá nặng thì chiếc iPhone 11 Pro Max này nó cũng sẽ gặp cái hiện tượng đây là nóng máy và giảm độ sáng màn hình. Và ngay cả iPhone 12 bây giờ thì nó cũng bị, thế nên là chẳng có thể nào mà trách được cái chiếc máy này. Thế nhưng mà rõ ràng đối với những cái trải nghiệm hàng ngày cho tới những cái tựa game phổ biến hiện nay thì chiếc iPhone 11 Pro Max nó không thua kém so với những chiếc iPhone 12. Mà nếu như các bạn muốn thấy được cái sự kém này thì ít nhất chúng ta sẽ phải sử dụng thêm tầm 2-3 năm nữa, khi mà phiên bản iOS nó nâng cấp nặng lên, rồi những tựa game nó nâng cấp thêm về độ hoàn hảo hình ảnh, thì các bạn mới thấy được cái sự khác biệt giữa hiệu năng
sử dụng hàng ngày và chơi game của chiếc iPhone 11 Pro Max với những chiếc iPhone 12. Còn bây giờ thì nó vẫn còn quá nhanh đi. Tốc độ phản hồi khi mà chúng ta mở app và cũng như là những hiệu ứng truyền cảnh cực kỳ mượt mà. Chỉ đáng tiếc đấy là màn hình của chiếc máy này nó không có 120Hz hay là không có 90Hz mà thôi. Chứ nếu như nó mà có 90 hay 120Hz nữa thì có thể nói rằng cái độ mượt trên những chiếc iPhone là không có điểm gì để chê. Vòng đời của iPhone 11 Pro Max thì nó cũng sẽ chỉ kém hơn những chiếc iPhone 12 một năm mà thôi. Tức là nếu như iPhone 12 còn đang được hỗ trợ 5 năm thì chiếc máy này còn 4 năm. 4 năm cho một chiếc máy được đánh giá là cao cấp ở thời điểm nó ra mắt. Hay là các bạn sẽ lấy thêm 1 năm nhưng lại là một phiên bản phổ thông nhất, mới nhất. Thì cái đấy là theo bạn suy nghĩ. Và có một cái nữa đấy là về thời lượng sử dụng pin trên cái chiếc máy iPhone 11 Pro Max và iPhone 12. Thì như những cái trải nghiệm mà mình sử dụng hàng ngày thực tế thì hai chiếc máy này nó vẫn chỉ xem nhau mà thôi. iPhone 12 không nhỉnh hơn được đâu, và thậm chí trong một số những trường hợp cụ thể nhất định, có những ngày mình dùng iPhone 11 Pro Max nó còn lâu hết pin hơn so với chiếc iPhone 12. Thế nên có thể thấy rằng về cái vấn đề pin thì iPhone 11 Pro Max nó vẫn sẽ có cái điểm nhỉnh hơn. Và thêm nữa thì chúng ta cũng sẽ có sạc nhanh là 18W. 18 với 20W thì nó cũng sẽ chỉ chênh nhau 2W mà thôi. Các bạn cũng không cần phải quá đắn đo vấn đề này. Nhưng tổng quan lại thì rõ ràng iPhone 11 Pro Max khi mà nó nằm chung với khung giá của chiếc iPhone 12 đang bán cũ 99% tại Itomobile thì mình cảm thấy rằng iPhone 11 Pro Max nó đáng mua hơn rất là nhiều, kể từ phần trải nghiệm màn hình, trải nghiệm camera, rồi cho tới hiệu năng sử dụng hàng ngày và cái cảm giác cầm nắm. Và cũng chính bởi vì đây là một chiếc máy nó đáng mua đến như thế, thế nên Apple đã phải khai tử nó ngay từ khi những chiếc iPhone 12 mới được ra mắt. Khá đáng tiếc đúng không? Nếu mà không khai tử chiếc máy này thì người ta mua hết chiếc máy này rồi, chứ còn ai mua iPhone 12 nữa. Còn các bạn thấy sao về iPhone 11 Pro Max ở thời điểm hiện tại thì sẽ comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới phần luận của video. Của video này thì dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy hữu ích đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của Itomobile. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.